Xin chào các bạn. Hôm nay trong khi đi rừng để lấy cây thuốc thì mình có gặp một cây thuốc rất tốt các bạn ạ. Cây thuốc mình giới thiệu với các bạn là hôm nay chính là cây khế rừng các bạn nhé. Cây khế rừng thì còn có tên gọi khác là cây khế dây, cây cháy nhà. Bởi vì sao mà lại có tên gọi là cây cháy nhà? Thì mình quay cái phần ngọn lá để các bạn xem đây. Khi mà các bạn đứng ở xa xa nhìn vào các ven rừng, nó có những cái ngọn cây của cây khế rừng này, nó cứ đỏ rực lên như thế này. Để các bạn nhìn kìa. Nó cảm tưởng như là một cái đám cháy ạ. Cho nên là nó có tên gọi là cây cháy nhà là như vậy. Cái phần lá của nó, lá già thì nó rất giống lá khế các bạn nhá. Lá cây khế rừng thì có hình trái xoan. Hai mặt lá thì đều nhẵn các bạn ạ. Mặt dưới thì màu hơi bạc bạc. Trong kinh nghiệm dân gian và trong y học cổ truyền đã sử dụng cây cháy nhà, cây khế rừng này để làm thuốc chữa trị rất nhiều căn bệnh. Chữa trị về căn bệnh đau nhức xương khớp này, các bệnh về thận này. Nói chung là áp dụng trong rất nhiều các bài thuốc. Đây mình cây quay cái cây nhỏ ở ven núi đi thôi. Đây các bạn nhìn cái phần ngọn của nó như là một cái ngọn lửa. Cho nên là nó có tên gọi là cây cháy nhà như vậy. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn.